Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ sẽ tiếp tục tô màu nhé. Ôi mẹ nó bắn ra thì bắn chê thì mẹ. Ủa. Anh đã về rồi, mình đã tô màu xong. Nếu bạn thấy hay thì hãy xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Bây giờ mình đã đi tô màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy mình tô màu đẹp hay cho mình xin like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tiếp tục với tô màu cho các bạn nhé. Xong nếu bạn nghe thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Tiếp tục với tô màu nha các bạn. Vậy là mình đã tô màu xong, các bạn thấy mình tô màu đẹp thế hay cho mình xin like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.